lộn sạc này, tim bị lộn hay tim tim cuối vân này. Quan trọng là dùng cái này như nào. Là bây giờ nhá, im rồi im để anh nhớ. Là bây giờ là mở cái này ra. Rồi. Đúng không? Nhưng mà nó không rồi. Có nước trong này. Thì tất nhiên nước nó lấy từ trong này mà. Rồi. Nghĩa là bây giờ là tất cả đồ bẩn của mình là mình ném vào đây. Đúng. Đúng không? Nhưng mà không cần phải cho nước. Nghĩa là không cần phải vò qua. Thích thì anh có thể vò qua mà anh sợ. Rồi bây giờ cho vào đây nhá, bước 1 cho vào đây này, đúng không? Xong rồi bây giờ ấn vào. Rồi như nào? Ấn nhầm nó nổ mất. Không. Rồi ấn vào cái nút này, ok. Rồi. Nữa. Bây giờ tại vì nó xịn quá em cũng không biết xài, nhưng mà anh em đã có xài sử dụng sơ qua rồi, chỉ rồi. Đây cái gì đây, sạch sạch cô. Nhưng mà đây nè, đây là bộ nước xả hai lần, xả một lần gì đó. Đây xoáy một lần vắt viên là vắt nè. Có nhiều option để mình chọn, thì cái đây là giặt một. Nghĩa là đây nghĩa là đây là 1400, 1200, nghĩa là bây giờ là nhiệt độ à? Nhiệt độ sôi à? Nhiệt độ là đây nè, nhiệt độ là 90 độ C, 40 độ C, 30 độ C. Cái đây anh chọn là mặc định là 40 độ rồi. Giặt đồ bình thường nó không bị ra màu này nọ các kiểu. Giặt 90 độ nó nổ. Ừ, nó nổ, ok. Rồi, xong, bây giờ giặt có phong. Khoan, trước hết là phải đổ nước giặt vô, quên. Rồi, nước giặt đổ ở đâu? Theo như quan sát của em và trí nhớ của em thì im từ, nghĩa là phải có bột giặt đã chứ. Đây là nước giặt này, nó thay cho bột giặt. Bột giặt. Nước giặt là giống như là ngày xưa là bột giặt nó giống như là dầu gội, còn nước xả vải nó là dầu xả, đúng không? Thì bây giờ nó 2 trong 1 à? Bột giặt mà sau dầu gội hay vậy ta? Ý là như thế, nghĩa là bột giặt thì nó giống như là dầu gội, còn lại thì nước xả vải thì nó là dầu xả. Thôi mình đơn giản giản hóa những điều phức tạp đây, đây là nước giặt. Rồi một là bột giặt. Ok. Mình bỏ vô bên này là giặt lần 1. Ok. Một bỏ một ít qua đây là giặt lần 2, mình đi lên.